Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E phiên bản số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn một chiếc xe không chạy dịch vụ các bạn nhé. Đấy, tôi mua được của một bác chủ xe. Hôm trước là bác chủ xe lên đời, bác chủ xe mua chiếc xe Kia Cerato, đã để lại cho tôi chiếc xe Toyota Vios 2011 này các bạn nhé. Số sàn, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và đã lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe có thể nói là cứng cáp, rất là cứng cáp vì không chạy dịch vụ các bạn nhé. Đấy, Toyota Vios E. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị rất là đầy đủ đồ rồi, từ màn hình Android, camera lùi, đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, và một chiếc xe rất là cứng đây. Nhìn ở cái phần sườn bên phụ các bạn thấy đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Một chiếc xe không chạy dịch vụ các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đi mua xe bây giờ có thể so sánh về cái phần giá cả, nhưng một chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì chất lượng nó sẽ khác và giá nó cũng sẽ khác các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 226 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn đến cửa hàng để xem xe và lái thử trực tiếp các bạn nhé. Đấy, về cái phần đằng sau, từ cụm đèn hậu này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là phần cụm đèn hậu. Đấy, và dàn lốp thì còn rất là mới luôn bạn ạ. Dàn lốp này cũng thay được mấy năm rồi nhưng mà chủ xe đi rất là ít đây các bạn này. Lốp thay từ năm 2020. Đấy, mà còn dày như này thì quý vị các bạn biết được luôn là chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, dàn lốp thì rất là dày như này và đều thay từ năm 2020 cả một dàn. 4 năm sử dụng rồi mà dàn lốp nó còn mới như này thì quý vị các bạn thấy được là chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít đúng rồi không? Đấy, khác hẳn so với những chiếc xe chạy dịch vụ các bạn nhé. Chạy dịch vụ thì có người là chạy cả một năm là đã hết cả một dàn lốp rồi. Đấy, mà chiếc xe này là dàn lốp thay từ 2020 mà còn mới, còn đẹp như này, còn dày như này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ những cụm đèn pha này, đèn gầm này, đèn pha này, đèn gầm này cũng đều rất là mới, rất là sáng luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn xem về phần keo chỉ này. Keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái này, nguyên bản luôn các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, tắp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ tắp bi đến tắp lô đều rất là đẹp luôn này. Tắp bi, tắp lô, vô lăng cần số tay phanh đều rất là mới này. Đấy, nội thất ghế da rất là đẹp. Một chiếc xe không chạy dịch vụ thì nó đẹp như này đây các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2011 các bạn nhé. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin này các bạn này. Đấy, và sàn chủ xe cũng đã lót sàn ra rồi, rất là đẹp luôn. Trần cũng rất là mới các bạn nhé. Trần này là đã bọc ra rồi này. À quên, xin lỗi các bạn, trần này là bọc ni lông cho nên là bóc cái ni lông người ra còn rất là mới. Tất cả những cái phần chi tiết ở trong xe này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là chiếc tắp bi. Bây giờ tôi sẽ mở. Và đây là chiếc tắp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn này. Toàn bộ từ keo chỉ này, tắp bi đều rất là đẹp. Nội thất đằng sau đây các bạn này, nội thất đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất của chiếc xe này, sàn da rồi này, trần này, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Đây là ốc cốp sau này, ốc cốp sau nguyên bản này.
keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên zin này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đây là những cái phần cốp sau xem là rất là kỹ rồi, đâm đụng hay là va chạm gì cả là biết ngay. Và bên trong này chưa có bị xước sát gì cả các bạn này. Đấy là những chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì bao giờ nó cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Lớp sơ cua còn rất là mới này. Đấy, chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì đâu, rất là đẹp rồi này. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên zin này, keo chỉ tắp bi này, ghế này, hàng ghế sau đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Rất là mới này, 2011, tính ra là 13 năm sử dụng rồi mà chiếc xe còn mới còn đẹp như này đây các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa phía trước bên phụ này còn nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Từ táp bi đến táp lô, vô lăng cần số, tay phanh này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái màn hình OLED rất xịn luôn này, camera lùi này, camera hành trình đủ cả rồi các bạn nhé, full hết rồi. Bây giờ là quý vị các bạn nào mua chiếc xe này về là chỉ có ra bấm biển, sang tên bấm biển và chạy thôi. Rất là đẹp đây, toàn bộ từ những cái chi tiết cốp này các bạn này. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì những cái phần này nó sẽ bị xước sát này các bạn nhé. Đấy, và chiếc này thì nó còn nguyên zin này, chưa có khoan đục gì cả các bạn ạ. Vì không có chạy dịch vụ, nhiều chiếc xe khoan đục chạy dịch vụ rồi thì giá bây giờ nó rất là rẻ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đi mua thì nên quan tâm về chất lượng trước ạ. Đấy, ốc cabo này nguyên zin này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, nguyên zin hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái ốc này nguyên zin này, đấy, đều rất là đẹp. Và động cơ này thì lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn nhé. Còn nguyên bản và không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, máy móc là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E số sàn, sản xuất năm 2011, lăn bánh được 11 vạn km các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 226 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên đến kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.